cây đó có một cây gì để tên cây này ngày xưa không biết tên cây gì nhưng mà mình đài lên cây này nữa, nhưng mà mình không biết cây gì luôn, không biết tên cây gì. Rồi đi đi cô bác ơi, chúng ta quay ngoài đi đi nè. Có nhiều thứ mà nó chạy. Nó còn có hai cái gì á. Kì kính ra lại. Rồi cái gì? Ai sao lại hết luôn rồi đó. Cái đường này là mình đi về cái điểm của quan ngự sử. Đi đó đó. Chưa biết hả? Quan sáu ngọn bồ cổ chị chưa đi luôn phải không? Điểm Kim Quang. Ba điểm nó đi ngày đó. Cái đường nó thẳng đứng quá. Đó. À, có dính hết chưa? Đó, tới cái khu, tới cái khu đường mã rồi nè quý vị. Sáng thì chưa ghẹo không nha. Chơi mất mặt anh em nha. Cái lâu năm lắm rồi đó. Cái đó là khoảng chừng 700 năm rồi kìa. Ông nhìn cái lá đó với cái da nó mốc rồi. Đó, đoàn mình bây giờ đi qua cái điểm quan ngự sử nha. Quan ngự sử rồi sen đá ha. Chỗ nơi sen đá nè. Quan ngự sử. Đây. Giờ mình đang dốc nha. Rồi bây giờ mình tới chỗ điện quan ngự sử. Đây là dưới điện nè, quan ống lịch sử, ở dưới là tạo nhân, còn khoáng quan là ở ngồi bên đó đó. 1 giờ 30 phút quý vị, là mình tới cái chân chỗ cái chỗ cái điểm mà lên của quan ngự sử nè. Dìu lên. Lên trên đó thì ở mình sẽ phải đi lên trước mới đúng không? Mình sẽ cảnh nhìn được toàn cảnh xung quanh và trên đó có sen đá. Sen đá rất là đẹp, mỗi một nơi thì có một cái điểm khác nhau. Chị lên trên sen rồi đó hả? Sen đá phải không chị? Quá đẹp luôn rồi. Mình đi một vòng cho quý vị xem nha. Đâu chị Thủy đâu? Sao đẹp không chị? Chỗ nhà trọ thì mình không có thấy được cái toàn cảnh gì vậy. Thank you.
thường chứ sao đâu, bình thường tao quay phim mà. Ơi. Cũng đâu dễ gì lên được nằm bằng thành này à. Giờ mình đi quý vị. Dạ. Đó, mọi người tập trung vào đó chụp hình cái gì đây. Đi trở lại bây giờ. Hả? Sao? Có đường đó, đường đi chỗ ra nữa đó. Đi chỗ qua bọc qua bên kia, qua ngự sử rồi bên kia. Thi chạy cây cái gì? Thi chạy cây. Rồi dài phan xa. Cái cây cây này kêu bằng cây gì anh Tu? Có cây gì vậy? Cây đó kêu bằng cây gì vậy? Cây đó kêu bằng cây gì để? Cây này ngày xưa không biết tên cây gì nhưng mà mình đài leo lên cây này nữa. Nhưng mà mình không biết cây gì luôn. Không biết tên cây gì. Rồi đi. Sáu loại. Đây rồi, dốc lên, tạm lên. Thầy có quả rồi kìa. Giờ hỏi sao vậy? Tôi hết cừ rồi. Tại tôi giờ cũng mệt. Chú quá cừ cũng mừng, không ai chạm nó tại ông mệt. Chú hộ mẹ. Em trời ơi. Lại coi cái này. Đá này sụp sịt nha. Đá này sụp sịt. Cha với mẹ con muốn ngủ luôn. Cha mẹ con. Đó mọi người. Đi ra chỗ tứ giao điểm đi. Đi qua đây chị, qua đi đâu đi đó đi. Báo trả lại hết cho mình đi qua bên qua cửa sở. Khỏe khỏe. Quá khỏe hả? Khỏe, chèo lên cái cây. Hài lòng chưa? Ta chạy chèo lên cái cây của ông điện đài. Thôi, không còn hai chiếc này ông bước lên đỉnh luôn rồi. Đó, cái bài thơ còn cái này luôn. Cái đó là cũng cái nắp thang thôi mà thầy đưa cho mình đó. Ai leo tám cũng tốt chứ. Sao mà chú Tùng hết vậy rồi? Dạ. Đó đi kính đó rồi cái gì? Ai sao lại hết luôn rồi đó. Ai sao luôn rồi đó. Bây giờ mình đi chích. Ai làm gì làm bà cụ nên thật quyết liệt ha. Bà nhắc tuồng mình niệm Phật đâu có gì vậy. Chết quá rồi, nãy giờ từ hẳn ra đây đâu có cười đâu. Hiệu quả, có cười nữa hả? Đúng là hiệu quả liền. Hết nói luôn. Nói nghe nè, hết cười nhưng mà không có quả nha.
Xuống chỗ dê đi, đi quay mặt đi dê lại. Chả xuống dê, chả xuống dê. Quay mặt đi dê lại. Anh mở gặp chỗ xe dây điện bỏ cái đó giùm anh. Chỗ xe điện đỏ đó. Rồi kéo lên anh nha. Cái rớt vàng. Nè, cho anh nhìn này nè. Quay lại. Cho anh nhìn này nè. Đẹp không? Rồi bây giờ. Giờ cái đường này mình đi tiếp tục. Cái đường này là mình đi về cái điểm của quan ngự sử và sen đá đó, y chang như cái lịch trình được trước mình đi. Nhưng mà đợt này là mình đi là đỡ con cái là không có bị mất mưa, dễ khô ráo dễ đi, rồi hơi ẩm ẩm, nó bị hơi trơn, bị đá mà rêu nó bám thành nó hơi trơn. Còn bây giờ thì nó khô hẳn. Không, chỉ đi cỡ nào đi cũng vừa khỏe đè. Ở nhà đi ruộng chút xíu về thang. Đi chợ chút xíu cũng phóng lên xe Honda đi chứ đâu là bộ đâu. Đúng không? Ở nhà đi chợ chừng cây số phóng lên xe Honda đi rồi. Đó, quả cua về cho qua cái cua vô gốc luôn quý vị. Không có đường đi qua. Không, mình đi đường qua ngự sử rồi. Qua ngự sử rồi qua bển xem đá luôn luôn nè. Bởi vậy bởi vậy đi đường khác. Mình đi đường hiện đường. Mà đi đường mới hoài chứ đâu có trùng lập. Đi đường khác. Đó, ở sao mình đang đi tới. Để tiếp tục nha. Tục lên tốc đầu nha. Đi ai cũng hồ hởi chứ không? Có ai đã có ai mà nói chứ. Thang gì đâu. Đợt này mình không có được đi trung tòa. Trung tòa với 36 ngôi mộ cổ của vua Hàm Nghi á. Đi đó đó. Trung tòa nào thì cũng chưa biết. Chưa biết rồi hả? 36 ngôi mộ cổ thì chưa đi luôn phải không? Điện Kim Quang. Chưa. 3 điểm nó đi ngày đó. Thì bởi vì mới bữa hổm tính đi cho đó nữa mà. Rồi 500 vị Phật nữa. Bởi vì mới dừng lại đó. Nhưng nhiều điểm chưa đi lắm. Nước đâu mà lấy phù gan nước mùa đâu có mùa mưa có nước ở trên nó nhỏ xuống mà mấy chú đi trước nói mà đi mà gặp ngay mùa mưa mà ngay cái mưa thì đi đường trung tòa nó dắt nhiều lắm. Đi phải mua mưa mặc vô trời nắng thì không sao thì mưa dắt lắm. Phải đi trung tàu đi cho biết ta. Ừ. Đó là 4 người là đi hầm ngủ với mình đó, mới có đi hôm qua rồi đó. À, ơi sao mình. Cái này thật sự là đi trong rừng được thiệt quý vị. Đó, bên kia thì đi bọc qua. Đi vòng một lát đi tắt một ngày nghe quý vị. Bây giờ đi vòng đi. Cái đường nó hơi thẳng đứng quá. Đó. Ê, có dính không hết chưa? Chụp ếch cái gì? Đi nó tuôn bánh rồi phải kêu chụp ếch ở quê. Nè, quý vị thấy cây này như cây gòn thấy không? Có gai nè. Ừ. Gòn gai. Mở đây không có nha. Không thấy. Nè. Cái cây này nó cổ đại dữ lắm nè. Cây này lâu lớn lắm đó anh. Bởi vậy quá trời thương cây này. Móc cờ cái da cho anh ha. À, qua luôn. Rồi, mình tiếp tục mình đi tới. Cái cây mà ông Viện Đài ông trèo nãy. Cái cây ông trèo lên nãy đó mấy chục năm lâu lắm. Cây đó lâu lớn rồi nè. Mà cũng còn có bề lớn nữa. Ừ. Đó, tới cái khu đường mở rồi nè quý vị. Khu đường mở thì bữa nay cái trường hợp chưa có làm. Không phải đâu, phải nó có con lát em. Ơi, đâu mình dắt này đông rồi đó. Tới cái nút thắt rồi. Tới cái nút dao rồi.
Quá đẹp chưa? Đây ở phía sau mình đây. Ủa sao nó cạn dữ rồi liệu? Nó không có sâu luôn. Đây mọi người. Mọi người đi. Nam phải nữ trái. Đây. Bảy có đi không? Mọi người đi ra. Lực lực có em đua top 2, em đua top 1 lực. Ông đứng đây ta. Về ông đứng đây em quay những hai bên. Sáng thôi. Sáng thì chưa nghe ông nha. Chơi mất mặt anh em nha. Ai lửng lửng rồi đứng giữa chân. Ai không đi ngồi đây. Đây thì ngồi chung đây. Nhà mày chỗ đang. Đây người ta ủi lộ giùm đi. Mở đường mới đó. Đây cái đường mở hồi năm đó tới bây giờ vẫn còn y nguyên như vậy đây. Rồi tiếp tục bây giờ. Giờ tiếp tục mình đi chợ. Đang xem đá đi hoàng đi sĩ rồi. Kiếm nhau là biết rồi. Nãy có mấy người xuống chưa? Mấy người đi đi đặng. Tô lét. Là năm mai hả? Thở không quên lộn hoài. Không có cái gì nè, cái người thân với người thân mình kiểm nhau đi. Trời cái áo không à. Sao không lọ không á. Nó dính cái cây gì á, nãy tôi rủ đi tiểu mà nó dính cái cây gì. Ở sau lưng nè, em thua không tại đi. Bỏ thế nào thì áo thì giật. Đây. Nó giật chứ thật. Để chú này có mình nữa. Hết rồi đi kiểm tra số quân để bắt đầu tiếp tục mình đi quý vị. Cái cây này là cái cây cũng khá là lâu năm rồi nè. Cây này nè. Cây lâu năm lắm rồi đó. Cây đó rồi khoảng chừng 700 năm rồi chị. Ông nhìn cái lá nó như cái da nó mốc rồi. Có cái bọng kìa. Có con gì giống hay gì đó. Cây nó dữ dội lắm. Ở mình mà có ngày gì đó làm cái nó về ha. Rồi tiếp tục cái gì à? Đó, đoàn mình bây giờ đi qua cái điểm quan ngự sử nè. Quan ngự sử rồi xem đá nha. Có anh YouTube của mình luôn, Bình Cần Thơ luôn. Ủa cái kênh của anh kênh gì? Bình Cần Thơ. Là Facebook á. Facebook YouTube rồi cũng tên luôn đó.
bình. Có gì quay chụp chặt trong đoàn rồi góp ý nha. Mọi lúc mọi nơi tao dịch cắt là sao tốn tiền được, tao tốn chủ yếu tốn tiền mới tìm nó mới nhiều. Thôi kệ đi, cứ đóng con cũng không có nổi tiếng. Kệ đi, có lên YouTube được rồi. Thôi quay trở lại. Anh mời đếm rồi, anh mời Hương đếm rồi. Mình theo nhóm vậy là đủ rồi. Xe người nào cứ giá người nào dòng nó đủ rồi. Nó kiểu, không kiểu. Ủa sao Ngọc Sáu mà nó nãy ảnh leo cây sao giờ anh hết cười luôn kìa. Dạ. Ừ, ông giá sao ông giá leo hết cười. Đồng mình sao còn dài lắm cái gì. Có leo không? Có, đó. Ủa sao lên thấy rồi bà chính có giá gì không? Leo có giá gì không? Niệm Phật leo lên chứ có gì đâu. Sao? Hết lúc trước mình tụt xuống xanh dần mặt mày hết trời cười. Cái lúc trước mình đi là cái khu này còn nước đấy. Người em có sao không? Đất khu này thì nó ướt luôn, nước ngược luôn. Có nghĩa là mới ủi, không mới ủi. Trộn mệt. Hôm nay thì còn trời còn nước đây rất là nhiều. Giờ thì khô gan luôn. Bự mà. Đứng lên nữa hả? Hiệu quả ha, dắt này đi cũng thì mị nữa kìa. Thì mị. Không cần luôn. Ta lại yếu đầu ta đó nha. Thì mị. Lúc này thành BD luôn rồi. Thì mị. Tới rồi kìa Ngọc Sáu ơi. Hả? Tới trước kìa. Đó hả? Chưa phải. Ủa em có đi đường này chưa? Chưa, em chưa đi bao giờ. Đi nhớ tới mấy cái vòi đá trên kia đi sát sát vô nha. Dạ. Hôm trước cũng có cái... Rồi để cái chai ở trong á, ở dưới á. Đó rồi. Phiến đá rất là lớn quý vị ơi. Đây, đi lên cái dốc này là mình tới chỗ nơi sen đá nè, quan ngự sử. Đây. Giữa phiến đá trồng cái nhau có đẹp không? Cái này ở phía sau mình. Bòn dài. Giống cái mỏ con gì đó ha. Mít mít sệ. Biết biết mỏ gì không? Cái dâu quay cá heo quá chị. Cái bự gì đó có mấy không? Cái hình cá heo. Cái này thì nó tươi tạo. Anh quay vậy là bữa nay qua qua giờ là mấy biết rồi mà không biết nó về chia ra mấy được. Làm cái mấy tập á. Mua vợ. Cho nó qua cái đi cho mua quay cho nó qua. Không, bình thường đi bình thường đi bình thường. Rồi. Mình đi vô. Đi lên tí xíu nữa là lên dốc rồi. Báo cáo gì trên hả chị? Giống mắt bố rồi. Nằm mơ hả? Giống như cái bộ phim Từ Thiên mà chiếu người ta hỏi ra ông Từ Thiên không biết tối rồi bằng bà ông về nhà, bằng về nhà ông đâu có quào, còn ông quèo gì không á. Ngứa ông gãy cho nghe. Nói lẩm nhảm sáng đêm hả? Mà công nhận, bởi vì Tài Thiên bởi là ngồi tới đâu không yên. Giờ mình đang lên dốc nha.
Cái gì chứ biết nó làm sao vậy? Chứ như chứ nó làm sao vậy? Thả tiên luôn. Ê, cái này mà đá này mà nó nằm ở con tô nó khác à? Ừ. Cái dấu hiệu mà nước xanh thực nó giống đâu có ở bên kia. Không, cái này thì cái này do không phải nước xanh được mà này do cái hồi lúc nó còn tốt dưới nó bị gì á. Còn ngày nãy bên kia á là mới giống. Con gì nó ăn ha? Con này đeo bà mòn lúc trên vườn dưới biển á. Còn nãy mình ăn giống là nước xanh vô. Thấy chưa? Có đi này chưa? Chưa. Đã quá cỡ quá ha. Mà làm cái gì người thì cái đó ở đây này. Việt Nam mình nha, bên đó luôn rồi. Đây là điện quan ngự sử, đây hôm qua không biết ngự sử nữa vậy. Rồi bây giờ mình tới chỗ điện quan ngự sử. Là hôm qua không biết ngự sử nè. Đây là cái bàn này để ông qua ông thử nè. Cái gì thấy không? Giống cái bàn hôm qua ông thử không? Giờ phía trong nè. Giờ phía sau của mình nè. Đây, đầu mình đang đi tới. Và đây là đến cái điểm của cái khối đá lớn mà chỗ quan ngự sử. Ở chỗ này là sân đá. Mấy cái trại của mình em ở đây nè. Thời gian trước anh em ở tu đông lắm, nhưng mà nó đốt trên cái lò còn đó. Cái lò đó anh sĩ anh đắp bằng đất còn đó. Việt Nam anh ha. Ở đây thì anh em ở đây chỉ có hành đạo, cũng cho muốn muối đến được kia rồi. Không có ngày nên rồi chỉ có cái dao đó. Thì cũng có bà con mà quan ở kia rồi hết còn để lại. Dạ còn để lại cho anh em ăn nhưng mà đúng hết. Có thì nghe nói xong rồi. Mình quen hết. Đây nó môi trường. Nó cái là đi qua đây tu rồi đi chợ búa gì đâu tại. Tôi chợ búa gì đây có vậy mấy bạn. Cái là cái ăn thử đó ha. Thành đạo là hết có điện thổ đó. Quan. Quan ban quan ngự sử đó ha. Đó là đây là điện quan ngự sử à, chứ không có tội gì hết. Chỉ bảo thôi à. Chứ là cái hổ này nó bắn nhân. Dạ tốt kia. Dạ. Con tậu nhiều quá anh ra còn lưng hồi. À, cũng lưng hồi là sao ta người được. Rồi con móc điện thoại ra cái. Người nào có tội quỳ xuống. Rồi tới. Chạy hả? Bố già kia. Bố già kia. Bố già kia quỳ xuống coi. Nào đây hả? Rồi. Tỏ tỏ vàng. Này hả cái tội tại sao mà ngươi sống mà ngươi giàu dữ hả? Nghĩ đâu mà chút đây mình lên trên với dì ơi. Cũng giới thiệu quý vị đây là điện quan ngự sử. Rồi giờ mình đóng buông đây là dưới điện nè. Quan ống nước sử ở dưới là tạo nhân. Còn khoáng quan là ông ngồi bên đó đó. Rồi mình chuyển lại lần nữa này chú chọn. Ở trên này là, ở trên này là khán giả chiêu long mà hổ gì đó chiêu long chiêu hổ chiêu long chiêu nhiều mã nè rồi đứng sẵn hàng 20 người tiếng ta bước lên và hô và ta quỳ xuống không nhưng mà giờ còn mình ăn con à bốn lần người mới được chứ mình đâu liễu đâu liễu đâu liễu ơ đâu liễu ơ kìa liễu ơ đâu liễu ơ đâu liễu ơ đâu bắt cái tổng liễu đâu đâu kìa ở sao đi tới rồi tổng lên đây. Tụng hết rồi ạ. Tụng đó rồi. Tụng gì mà cũng căng cứ. Ủa sao múc cái nướng lại cho hả? Sao múc cái nướng lại cho hả? Dưới trò gì hả? Tụng đi xuống. Ai tội bẻ găng chuồng. Hai thì xử gì nữa vậy? Quá rồi. Bẻ đâu không?
mình đâu có trốn tội, mình đâu có thay rồi. Mình nói mình bẻ chân tôi đều. Ai có thứ gì đó. Thôi bây giờ tao bỏ đi. Rồi đó mình bắt đầu đi lên quý vị. Giờ nó mấy giờ Quỳnh? Coi điện thoại nghe mấy. 11:30 quý vị là mình tới cái chân chỗ cái điểm mà lên của quan ngự sử nè. Chẳng tội ai có gì vui vui nha. Thôi vui vui luôn. Tại này mới tu rồi ra chưa có gặp. Rồi bây giờ mình đi lên, đi lên. Lên đó Quỳnh ơi. Lên đi, lên đi. Em lên. Từ từ. Đi theo bự con áo hàng tổ hoài ai mà đi được. Từ từ không ạ. Đây đó. Đó mọi người bắt đầu đi lên nha, mình lên theo nha. Bây giờ là 11:30 rồi. Đầu mình bắt đầu sắp sửa đi lên ở phần trên. Cái này mới tới. Mới tới cái điện quan ngự sử thôi. Còn phía trên là mấy cái điện thoại. Điện quan ngự sử. Dìu 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 lên. Lên trên đó thì mình sẽ đi dìu không? Mình sẽ cảm nhận được toàn cảnh xung quanh. Và trên đó có sen đá. Sen đá rất là đẹp. Mỗi một nơi thì có một cái điểm khác nhau. Mỗi chỗ kia không có. Mỗi chỗ khác nữa, mỗi chỗ hẻm này. Mày lên trên mà kéo lên. Kéo đi. Kéo đi. Chết. Ủa chú chậu lên trước luôn đi, đừng kéo mấy bà sao nữa nè. Thì nè, đứng đi lên nè, đứng đi lên nè. Con nữa, con nữa. Con kéo nổi. Này ối ối. Cái bị đó khó đi lắm á, chú luôn tốt quá. Rồi, đi lên luôn. Hả? Ê đi đâu mà. Vàng nóng, cái bị luôn. Rồi, đi luôn. Nè 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 nè. Đó đó, vàng mà đi cầm nó nổi luôn. Ở phía trước mình. Rồi, cái này được không? Đây, ở phía trước mình đây. Còn cái này là phía sau. Đó, đi lên đây. Để chưa, em chưa đi lên đây là thích. Đưa đi bữa nay biết rồi đó. Biết cho quan ngự sử rồi đó. Để ta nói hoài không biết quan ngự sử thì sao. Chưa từng qua đây. Giờ chỉ còn cái ngôi thờ. Hồi năm rồi qua đây xong rồi mẹ đi qua thế gian. Yeah. Thì đó kẻ mát kìa. Đó lên sen đá rồi đó quý vị. Đặc biệt là cái sen đá. Mà không có điểm nào cả. Để mang YouTube lên cho anh quay chưa đang trước ha. YouTube anh chàng quay xuống. Mình là dính hết rồi, anh hồi quay mình nè. Lên trên là quay xuống đây nè. Đẹp lắm. Không có cái điểm nào giống điểm nào cái gì. Sen đá thì ở mỗi chỗ kia không có. Không có sen đá như ở chỗ này. Nó cái gì. Cái bị nó khó đi lắm á. Xuống rồi luôn tốt quá. Nhớ. Rồi đi lên luôn. Rồi, đi luôn. Nè, nè. Ở phía trước mình. Đây, ở phía trước mình đây. Còn cái này là phía sau. Đó, đi lên đây. Chưa đi bữa nay biết rồi đó. Biết cho quan ngự sử rồi đó. Để ta nói hoài không biết quan ngự sử thì sao. Chưa từng qua đây. Giờ chỉ còn cái ngôi thờ. Hồi năm rồi qua đây xong rồi mẹ đi qua thế gian. Thì đó kẻ mát kìa. Đó lên sân đá rồi đó quý vị. Gương sen rồi à. Sân đá. Chị lên chiếc sen rồi đó hả? Sen đá phải không chị? Quá đẹp luôn rồi. Mình đi một vòng cho quý vị xem nha.
chị này chỉ lên sen đá nè. Đâu chị Thủy đâu? Sao đẹp không chị? Đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Luôn rồi. Rồi mấy chị lên sen đá rồi bây giờ mình qua bên kia mình quay trở lại nha. Được ha, chịu bỏ đói. Rồi. Rồi. Rồi mình đi trở về bển gì vậy? Mình cho lên cái dốc cao nè. Sen đá. Chị lên cái sen rồi đó hả? Sen đá phải không chị? Quá đẹp luôn rồi. Mình đi một vòng cho quý vị xem nha. Chị này chỉ lên sen đá nè. Đâu chị Thủy đâu? Sao đẹp không chị? Đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Làm thơ luôn. Xuất khẩu thành thơ luôn rồi. Rồi mấy chị lên sân đá rồi bây giờ mình qua bên kia mình quay trở lại nha. Được cái được, con sao chịu bỏ đói. Được chị. Được. Wow. Rồi. Rồi mình đi trở về bển gì vậy? Mình cho lên cái dốc cao nè. Ê, con trước nghe được, con sao bỏ đói. Bên đây là chín mắt rưỡi à? Bên trên nha. Bên trên này. Dạ, bên trên. Gái, đó, gái, gái chưa? Gái với chú hả? Bữa ngay lên đây mát lắm. Chạy. Sen đó thấp hơn sen này. Chúc vào đây. Qua đây nè. Sư phụ ơi, con nè. Ở dưới nè quý vị. Ở đây là trùng trùng điệp điệp luôn. Nè quý vị thấy nè. Trùng trùng điệp điệp bên đây luôn. Năm cầu bị đấu mình không có ca đây nữa không? Cẩn thận rồi bé. Đừng ra da sát méo quá. Trên. Hương. Lên không? Đi đường đó đó. Đây nè, lên đường này nè. Chỗ này là cao nhất đó. Sao cảm giác sao chị Thị? Chị Sương. Chị Thị. Cảm giác sao? mát mẻ nè anh nhìn nè, không có đầu giống đầu cho anh thấy không? Lên chỉ gồng không ha. Mà mỗi chỗ là trên đá nó khác nhau, như hồi sáng mình đi chỗ cái đầu tiên á nên mình đá không giống gì. Quay nó quay phim nè, thỏa mãn chưa? Mình đá mấy chị kêu cúng kìa. Ngồi đây cúng được không cô sao? Được chứ không, quay hướng về đó đó. Thích xì. Đây. Xung quanh. Ở đây là hướng đằng đông nè. Bên kia. Thích. Ơi, ai nhắc đi. Mấy bà bên đó không có cúng. Ở đó cũng có một cái. Chính rồi, cúng ở trên. Cúng á. Rồi, bên đây. Thank you.
đây là mình đứng là mình thấy là cái điểm này là mình quan sát là thấy bao tròn luôn đó. Nó quá nó đẹp là tại vì ở xung quanh thì mình thấy tất cả các cái khung cảnh bên xung quanh hết. Còn nếu mình ở cái đỉnh của Tà Lơn ngày hôm qua mình chỗ nhà trọ. Chỗ nhà trọ thì mình không có thấy được cái toàn cảnh như vậy. Quá khách để ở phía dưới. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Pháp.
mưa luôn quý vị, rớt hộp rồi. À.